Xin kính chào quý vị và bà con ngư dân. Khối không khí lạnh suy yếu lại chưa xuất hiện hình thái thời tiết xấu nào trên biển. Vì thế trên tất cả các khu vực biển ven bờ và ngoài khơi xa, khu vực Bắc, giữa và Nam Biển Đông bao gồm các huyện đảo Hoàng Sa và Trường Sa đều là những vùng có thời tiết tốt. Gió trên các khu vực biển này không mạnh, không nơi nào vượt quá gió cấp 4, sóng biển vì thế đều thấp dưới 2 mét. Trong khi mưa dông không xảy ra nên tầm nhìn xa đều ở mức cao trên 10 km, thời tiết rất thuận lợi cho việc ra khơi bám biển của bà con ngư dân. Tuy nhiên, về xu hướng hạn vừa, tức là khoảng từ 5 đến 7 ngày tới, lưu ý với bà con ngư dân đánh bắt và tàu thuyền hoạt động ở khu vực phía Bắc và giữa Biển Đông. Từ ngày 6 tháng 10, khả năng sẽ có những nhiễu động từ phía Đông di chuyển vào. Và những nhiễu động này có khả năng gây mưa rào và dông mạnh, ảnh hưởng đến việc lưu thông của tàu thuyền. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những thông tin về diễn biến của nhiễu động này trong các bản tin thời tiết tiếp theo. Tiếp nối bản tin, mời quý vị và bà con đến với dự báo chi tiết cho các tuyến hải trình ra vào đảo. Thưa quý vị và bà con ngư dân, do không khí lạnh hoạt động yếu nên trong đêm nay và ngày mai, thời tiết tại vùng biển Vịnh Bắc Bộ, trong đó có tuyến hải trình từ Hải Phòng ra huyện đảo Bạch Long Vĩ ít có sự biến đổi. Dự báo tại đây gió vẫn duy trì theo hướng Đông Bắc và hoạt động với cường độ yếu, biển êm. Ban ngày trời nắng ráo và tầm nhìn xa trên 10 km. Thời điểm sáng sớm sẽ có sương mù nhẹ nhưng tan nhanh sau khi nắng lên sẽ không gây trở ngại đáng kể cho các hoạt động đánh bắt hải sản của bà con ngư dân cũng như những chuyến tàu đến với đảo Bạch Long Vĩ trong ngày hôm nay. Đến với vùng biển khu vực miền Trung cũng như là trên tuyến hải trình từ Sa Kỳ ra đảo Lý Sơn, trong đêm nay và ngày mai thời tiết cũng chưa có biến đổi đáng kể. Gió trên khu vực này thổi yếu, sóng biển thấp và thời tiết nắng ráo, tầm nhìn thoáng sẽ là những điều kiện thuận lợi cho các hoạt động hàng hải cũng như việc đánh bắt hải sản của bà con ngư dân. Nằm xa hơn về phía nam, vùng biển từ Bình Thuận cho đến Cà Mau, trong đêm nay và ngày mai gió thổi yếu, sóng biển không cao và biển êm. Ban ngày trời có nắng, tầm nhìn thoáng. Tuy nhiên, đến chiều tối, mưa rào và dông xảy ra ở một vài nơi, nên phần nào ảnh hưởng đến các tàu thuyền có trọng tải nhỏ trên khu vực. Cùng chung với xu hướng thời tiết tốt thì ở khu vực biển phía tây của Nam Bộ là vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang, trong đó có các đảo như là Phú Quốc, Thổ Chu, trong đêm nay ngày mai trời không mưa, gió nhẹ, sóng biển thấp dưới 1 mét. Tầm nhìn xa trên 10 km, biển lặng. Với thời tiết như vậy thì việc lưu thông trên tuyến hải trình từ Rạch Giá ra khu vực huyện đảo Phú Quốc và ngược lại cũng diễn ra rất thuận lợi và dự báo tình trạng thời tiết tốt như vậy sẽ còn kéo dài ít nhất trong 3 đến 4 ngày nữa. Hy vọng những thông tin vừa rồi sẽ giúp quý vị và bà con có sự chuẩn bị tốt cho hành trình ra vào các đảo trong hôm nay và ngày mai. Bản tin thời tiết biển hôm nay sẽ khép lại với dự báo chi tiết cho các vùng biển trên cả nước trong 3 ngày tới. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!